Xin chào mọi người quay lại với series những câu chuyện về nghề thông dịch Trong video của ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một số thuật ngữ của ngành ngân hàng Cũng như một số những khó khăn khi mà mình gặp phải trong quá trình tiến hành dịch những cuộc gọi liên quan đến ngân hàng, đến thẻ tín dụng vân vân Đầu tiên mình sẽ nói về chữ balance Balance là một từ không phải là lạ lẫm gì với các bạn, mình nghĩ là như vậy Động từ có nghĩa là giữ thăng bằng, còn danh từ là sự thăng bằng Nếu như trong kế toán mình có balance sheet là bản cân đối kế toán Thì trong ngân hàng mình sẽ có balance là số dư Nhưng mà không phải lúc nào balance cũng có nghĩa là số dư Nghe chữ dư thì có vẻ như là cái gì đó mình có Nhưng nếu như balance áp dụng cho tài khoản tín dụng hoặc là tài khoản điện nước điện thoại khi mà họ nói là you have a balance on your account là các bạn đang thiếu tiền. Balance sẽ có nghĩa là số dư có, số tiền mình có nếu như mình nói đến tài khoản tiền gửi, checking account hoặc là tài khoản tiết kiệm, saving account. Ví dụ như khi họ hỏi bạn, What was the balance on your account on October 1st? Thì khi đó là họ đang hỏi là tài khoản của mình vào ngày 1 tháng 10 đang có bao nhiêu tiền. Cho nên mình phải cẩn thận với lại ngữ cảnh để mình phân biệt rõ xem trường hợp nào chữ balance có nghĩa là số dư nợ và trường hợp nào thì nó là số dư có. Vì cái lý do khác nhau như vậy cho nên cái cách mà họ thể hiện cái số tiền của mình trong tài khoản thẻ tín dụng với lại trong tài khoản tiền gửi và tài khoản tiết kiệm nó cũng khác nhau luôn. Thì ở đây mình có đính kèm hình chụp từ tài khoản ngân hàng của mình để mình giải thích cho cái sự khác biệt đó. Đầu tiên là hình chụp và tài khoản thẻ tín dụng của mình Thì đối với tài khoản thẻ tín dụng là xin mọi người nhớ là nếu như số tiền nó thể hiện là số âm Có cái dấu trừ ở đằng trước Thì lúc đó là tiền mình đang có trong tài khoản Còn nếu như số tiền nó thể hiện là số dương Thì cái con số đó sẽ là số mà các bạn đang nợ Thật sự là mình làm video này với mục đích nhắm đến đối tượng các cô chú hơi lớn tuổi một xíu Tại vì mình có gặp một số trường hợp á Giống như một cái bác đó bác gọi vào và nói chuyện với nhân viên ngân hàng á, là tại sao á, bác đó đã trả cái khoản tiền đó hai ba lần rồi Nhưng mà hôm nay mở tài khoản lên nó vẫn còn thấy thiếu đến 700 mấy Thì sau khi mà cô nhân viên này cổ kiểm tra xong á, thì cổ mới nói là dạ bác ơi 700 mấy đó là cái khoản tín dụng mà ngân hàng đã gửi trả lại cho bác rồi thì khi nghe như vậy ấy là mình hiểu liền nguyên nhân là tại vì do bác lớn tuổi cho nên bác không có quen đọc sao kê ngân hàng dẫn đến việc là bác không nhận ra là cái số tiền nào là số tiền có và số tiền nào là số tiền nợ mà bác thì cũng không phải là người duy nhất cứ lâu lâu ấy, lại có một trường hợp ấy là họ gọi điện lên họ hỏi nhân viên ngân hàng là tại sao um, họ đã báo là cái khoản tiền này là họ không phải là người mua thì ngân hàng lại tính tiền thêm lần thứ hai lần thứ ba nữa mà lại không trả lại tiền cho họ thì khi mà mình đọc kỹ sao kê mình sẽ thấy những khoản nào là khoản nợ mà mình cần phải trả Và những khoản nào là những khoản credit, những khoản tín dụng mà ngân hàng đã trả lại cho mình rồi Ngược lại với tài khoản thẻ tín dụng là tài khoản tiền gửi và tài khoản tiết kiệm Thì đối với hai loại tài khoản này nếu như số tiền các bạn thấy hiển thị là số dương Thì sẽ là số tiền mình có và âm thì sẽ là số tiền mình nợ thì cái này nó nó theo cái quy luật mà mình mình dễ hiểu hơn và mình thường thấy còn xin là nhớ giùm mình là đối với tài khoản tín dụng thì nó sẽ ngược lại ha phần này chỉ là một cái mẹo nhỏ ngoài lề thôi thì hồi trước mình có đọc một bài báo về một vị tỷ phú thì ông tỷ phú này có nói là phát minh ra thẻ tín dụng là một trong những cái phát minh tuyệt vời nhất và ngay từ khi mà các con của ông còn nhỏ là bắt đầu là ông sẽ tập cho mỗi một người con sử dụng thẻ tín dụng chứ không có xài thẻ ghi nợ không có sử dụng cái tài khoản tiền gửi của mình tại vì khi mình dùng tài khoản tiền gửi là mình xài tiền của mình nhưng mà mình đổi lại mình không được bất kỳ quyền lợi hay là những cái khoản quà tặng nào hết và mình cũng không xây dựng được cái lịch sử tín dụng không xây dựng được điểm tín dụng cho mình trong khi nếu như mình xài thẻ tín dụng, mình mượn tiền của ngân hàng Nhưng đồng thời nếu như mình trả nợ đúng hạn Thì mình sẽ xây dựng được điểm tín dụng của mình Và mình cũng nhận được những cái ưu đãi của tùy từng loại thẻ Ví dụ như là thẻ hoàn tiền mặt, cashback hay là những thẻ tích điểm giảm bay Những cái thẻ mà về du lịch vân vân tất nhiên là việc sử dụng thẻ tín dụng nó cũng là một con dao hai lưỡi nếu như mình không biết tự kiểm soát mình nếu như ai chưa xem phim The Confession of a Shopaholic thì các bạn nhớ xem phim đó một ví dụ rất là điển hình về chuyện là không tự kiểm soát được mình mua sắm quá tay sẵn nói về chuyện mua sắm quá tay mình chuyển qua khái niệm tiếp theo đó là overdraft protection cụm từ này dịch ra tiếng việt có nghĩa là bảo vệ thấu chi mình rất hay nhận được những phản hồi ngơ ngác của khách người Việt khi mà mình dịch cụm từ này qua tiếng Việt bảo vệ thấu chi thấu chi có nghĩa là chi lố thì thường á là khi mình gặp cái chị trường hợp này á là mình sẽ xin phép với lại khách nước ngoài cho mình một hoặc hai phút để mình giải thích cho phía bên người Việt họ hiểu bảo vệ thấu chi có nghĩa là gì giống như lúc nãy mình có nói thấu chi có nghĩa là chi lố thì cái việc mà bảo vệ thấu chi sẽ được áp dụng trong trường hợp là tài khoản tiền gửi của mình bị âm tiền thì mình sẽ có phương án là liên kết tài khoản tiền gửi và tài khoản tiết kiệm. Khi nào mà tài khoản tiền gửi của mình âm tiền, ví dụ như mình chỉ còn có 5 đô nhưng mà mình chuẩn bị quẹt một cái giao dịch là 20 đô thì họ sẽ tiến hành là chuyển tiền từ tài khoản tiết kiệm của mình qua tài khoản tiền gửi để mình có thể hoàn tất giao dịch tất nhiên là sẽ có tính phí và cái khoản phí này thì đối với đa số khách hàng thì nó cũng không gọi là thấp lắm mấy chục đồng cho nên nếu như mà bạn đi mở tài khoản và nhân viên ngân hàng hỏi là mình có muốn lựa chọn bảo vệ thấu chi hay không thì các bạn nhớ cân nhắc xem là có bao giờ mình xài âm tiền hay không Bây giờ mình xin phép vòng về hai khái niệm thẻ credit và thẻ debit một xíu. Thì thẻ credit là thẻ tín dụng, cụm từ này thì khá là quen thuộc rồi. Còn thẻ debit khi mà dịch ra tiếng Việt là thẻ ghi nợ thì mình đã có nghe kể trường hợp là một cái chị đồng nghiệp khi mà chị nói là thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng thì cái người khách Việt đó mới bắt đầu là nổi xuân thiên lên với chị nói là chị không có đang nói tiếng Việt và chú đó không hiểu khi nghe như vậy thì mình cũng rất là bức xúc và cũng không biết làm sao để có thể phổ biến thông tin với đến với nhiều người hơn để mọi người hiểu là thẻ ghi nợ là thẻ mà họ liên kết với lại tài khoản tiền gửi của mình tài khoản checking à, tức là mình bỏ vô trong tài khoản đó bao nhiêu tiền thì mình sẽ chỉ xài được bao nhiêu đó tiền thôi còn thẻ tín dụng thì sẽ là thẻ mà mình mượn tiền của ngân hàng Cụm từ cuối cùng mà mình muốn chia sẻ liên quan đến thẻ tín dụng ngày hôm nay là credit utilization rate hoặc là ratio. Cụm từ này có nghĩa là tỷ lệ sử dụng tín dụng và đây là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực tài chính cá nhân tín dụng và nợ. Theo như trên hình minh họa thì các bạn có thể thấy là công thức để tính tỷ lệ sử dụng tín dụng là sẽ bằng tổng số tín dụng mà mình nợ chia cho tổng số tín dụng mà mình được quyền sử dụng thì mình cũng cũng có thể nói theo kiểu khác là nếu như hạn mức tín dụng của mình là 10.000 và mình sử dụng 5.000 thì à, tỷ lệ sử dụng tín dụng của mình sẽ là 50%. Một điều quan trọng mà mình cần phải nhớ là mình nên giữ cái mức tỷ lệ sử dụng tín dụng của mình thấp, tại vì nếu như mà cái con số này cao á, là nó có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn. Thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào Khi mà ví dụ như họ cho mình Hạn mức tín dụng là 10.000 Mà mình dùng đến 8-9.000 Thì điều này nó là một cái dấu hiệu Cho thấy là có thể bạn đang gặp khó khăn về tài chính Và nếu như mà mình dùng càng nhiều tiền Thì đến tháng khi mà tới ngày trả Mình sẽ gặp khó khăn trong cái việc là phải thanh toán một cái khoản tiền lớn như vậy Và từ đó dẫn đến việc là Trong mắt những cái ngân hàng, những cái cơ quan mà cho mình vay tiền á thì đối với họ mình sẽ là một cái người rủi ro cao thì đến đây là cũng kết thúc video mà mình chia sẻ các thuật ngữ liên quan đến ngân hàng của ngày hôm nay nếu các bạn chưa bấm đăng ký và các bạn thích những nội dung mà mình chia sẻ thì các bạn nhớ bấm đăng ký để ủng hộ cho mình nha mình cũng hy vọng là những thông tin mà mình đã chia sẻ không cách này thì cũng cách khác là sẽ có ích cho các bạn Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.